chào các bạn, chào mừng đã đến với Tết Mắt. Mình là Hồng Nhi và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về chủ đề đó là Top 10 smartphone được quan tâm nhiều nhất quý 1 năm 2018. Như vậy là thế giới di động đã đi qua được quý đầu tiên của năm 2018. Thì có thể thấy là trong 3 tháng đầu tiên năm nay thì thị trường điện thoại nói chung là đã thật sự sôi động khi mà chứng kiến sự góp mặt của rất nhiều anh tài khác nhau, và hầu hết là các nhà sản xuất di động danh tiếng nhất hiện nay đều đã trình làng những quân bài tẩy mạnh nhất của họ để đem đến sự tươi mới cho thị trường, cũng như là gửi lời thách thức của họ đến phần còn lại của thế giới. Và rất là nhiều mẫu điện thoại tốt, đột phá đã được thay phiên nhau ra mắt. Và dĩ nhiên thì vẫn có một số lượng những mẫu máy khác đủ mạnh mẽ để trở nên nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại, cũng như là ghi nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Và sau đây sẽ là tổng hợp nhanh của Tết Mắt về 10 mẫu smartphone được quan tâm nhiều nhất trong quý 1 năm nay vừa đi qua. Đầu tiên đó là Xiaomi Redmi Note 5, Note 5 Pro. Đây thật sự có thể được coi là một quả bom tấn kinh khủng nhất mà Xiaomi giáng xuống thị trường di động trong nửa đầu năm nay. Máy sở hữu nhiều đặc điểm của một chiếc điện thoại cao cấp nè, các tính năng tốt đi kèm rất nhiều. Nhưng mà như mọi khi thì bộ đôi Redmi Note 5, Note 5 Pro tiếp tục mang đến một món đặc sản giá rẻ cấu hình cao, được công ty vận dụng triệt để và chắc chắn là hạ gục được hầu hết những cái đối thủ chính của nó trong phân khúc phablet giá thấp. Ngay lập tức thì những chiếc điện thoại này đã khiến cho cả thế giới di động phải phát cuồng lên và giúp cho chúng trở thành những mẫu máy của Xiaomi được tìm kiếm, quan tâm nhiều nhất hiện nay. Và thứ hai đó là Samsung Galaxy S9, S9 Plus. Không sở hữu quá nhiều điểm khác biệt về kiểu dáng khi mà so sánh với người tiền nhiệm là Galaxy S8, nhưng mà bộ đôi Galaxy S9, S9 Plus của Samsung vẫn thừa đủ để trở thành vũ khí hạng nặng và cho thấy đây chính là một trong những flagship đắt tiền đáng mua nhất nửa đầu năm nay. Thiết bị được Samsung tự hào giới thiệu là sẽ mang đến một cuộc cách mạng mới, một cuộc tái định nghĩa mới về camera di động với khả năng thay đổi khẩu độ tương tự như là một chiếc camera chuyên nghiệp vậy. Khi ra mắt thì Galaxy S9, S9 Plus đã ngay lập tức được DxOMark đánh giá là một trong những chiếc smartphone có camera tốt bậc nhất hiện nay. Và thứ ba đó là Nokia 7 Plus. Đây chính là chiếc phablet cận cao cấp đầu tiên của Nokia đi theo lối thiết kế tràn viền, hợp xu hướng của thị trường. Và đây cũng là mẫu điện thoại Nokia được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Dù không phải là thuộc phân khúc flagship nhưng mà Nokia 7 Plus lại được đầu tư rất là kỹ lưỡng vào camera, thậm chí là còn tốt hơn cả flagship Nokia 8 của họ nữa. Và bên cạnh đó thì với những cái ưu điểm khác về thiết kế như là thiết kế nguyên khối đẹp mắt nè, pin trâu bò dung lượng cao nè, cùng với hệ điều hành Android One thì giúp mang đến khả năng cập nhật với tốc độ bàn thờ chỉ sau những chiếc Google Pixel mà thôi. Và thứ tư đó là mẫu Nokia 6 năm 2018. Có khá là nhiều cái tên gọi cho mẫu điện thoại này như là Nokia 6 Gen 2 nè, Nokia 6.1 hay là Nokia 6 năm 2018. Đặc điểm đáng chú ý nhất của chiếc phablet tầm trung mới của công ty Phần Lan chính là việc hứa hẹn là sẽ có một mức giá rất rất tốt, được nâng cấp rất là nhiều về cấu hình, tính năng và dĩ nhiên là có cả đặc sản Android One sẽ giúp cho thiết bị trở thành một chiếc Pixel tầm thấp đáng giá trong thời gian tới. Và vị trí thứ 5 đó là một thiết bị đến từ Sony, Xperia XZ2, XZ2 Compact. Năm 2018 thì đánh dấu một cú lột xác mạnh mẽ của Sony trong việc thiết kế điện thoại và giúp cho công ty Nhật Bản giờ đã có thêm một cái vị thế xứng đáng tương đương với nhiều ông lớn di động khác về khoản thiết kế. Sự thay đổi đó thì đã được nhận thấy rất là rõ nét trên bộ đôi flagship mới của Sony, đó là Xperia XZ2 và XZ2 Compact được ra mắt vừa qua. Tất cả thì đều đang chứng minh rằng Sony chưa hề muốn buông xuôi trên cuộc chơi di động và họ vẫn sẽ làm hết mình để vừa chiều lòng fan hâm mộ nè, cũng như là tiếp tục muốn cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ nhất trên thế giới hiện nay. Và dĩ nhiên thì với nhiều người dùng thì có lẽ là sẽ chưa quen với một cái hình ảnh quá mới lạ này của Sony, nhưng mà vấn đề ở đây chỉ là thời gian và công sức của công ty sẽ sớm được chấp nhận trong thời gian tới. Vừa rồi đó là 5 trong số 10 mẫu smartphone được quan tâm nhiều nhất quý 1 năm 2018. Vậy thì trong số này, các bạn có quan tâm mẫu điện thoại nào hay không thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 ở video tiếp theo.